Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đi hành trình kỳ quan mới mang tên là Cơn Gió Trỗi Dậy. Rồi, với hành trình kỳ quan này chúng ta sẽ có 10 vé tức tỉnh. Ngoài ra chúng ta còn có một số tài nguyên như sau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói chuyện với bậc thầy kiếm thuật Master Ten. Nói như Master gì các bạn. Rồi, sau đó mình nói chuyện với lính để cho mở cửa cho chúng ta đi. Giờ chúng ta sẽ vào phòng khách nói chuyện với ta sẽ nói chuyện với Belinda. Sau đó chúng ta sẽ quay trở lại nói chuyện với Master Ten. Rồi, sẽ tích chạy vô luôn các bạn. Rồi, vô nói chuyện tiếp. Cứu Aegis bị bệnh các bạn. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ lên đây nói chuyện với Horgan cho nó né đường cho chúng ta đi. Đó. Rồi chúng ta bắt đầu đi BEM các bạn. Rồi, bấm vào phá hủy được nha. Mấy cái rào trắng này hủy được. Cái này clear luôn để nhận rương nha các bạn. Rồi, chúng ta đi qua đây. Các bạn nhớ ở dưới đất này nó có một cái đường đi qua, nó sẽ sập xuống nha các bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ tiến vào vùng đất này. Rồi, sau khi tiến vào thì nó sẽ hiện ra một đống cái ải canh này. Bây giờ cái việc của chúng ta là không có đánh thắng cái chỗ này, các bạn lưu ý nha. Các bạn bỏ vào một con yếu nhất của đội hình. Nói chung là các bạn bỏ vào những con yếu để cho chúng ta bị thua. Không phải thua mà thua một lần mà các bạn thua ba lần luôn nha các bạn. Các bạn cứ bỏ vào những con yếu nhất luôn các bạn để thu 3 lần giúp mình. Rồi, sau khi thu 3 lần thì Phượng Hoàng sẽ xuất hiện, Phượng Hoàng tái sinh sẽ xuất hiện và giúp mình đốt sạch cái đám lính kia. Và chúng ta sẽ lại nói chuyện với Phượng Hoàng các bạn. Rồi, Phượng Hoàng sẽ đồng hành cùng chúng ta luôn. Đó, có một cái chướng khí nó đã biến mất. Rồi, sau khi có Phượng Hoàng chúng ta sẽ đốt lửa hai cái chỗ này. Khi đốt lửa lên rồi thì chúng ta sẽ được mở cổng và đi qua được nha. Đây. Ví dụ giờ đi qua thì chúng ta sẽ tiêu diệt cái ải này. Mình bỏ Lyca vào để cho nó kích tốc cho em nó nổ nhanh các bạn. Rồi, mấy cái này là nó đang bị sương mù che ha. Chúng ta sẽ đi qua đây. Rồi, các bạn đi sang này. Đánh trước hết chúng ta đánh cái chỗ này để chúng ta nhận rương trước. Rồi các bạn đốt hai cái này lên, thứ tự đốt cái nào trước sau cũng được nha các bạn. Đó, đốt lửa lên nó sẽ mở cửa, sau đó chúng ta sẽ xuống chỗ này. Rồi, phá hủy đi. Xong rồi các bạn lên đây. Các bạn cứ tiêu diệt cái ải này để chúng ta nhận rương trước.
sau đó chúng ta xuống dưới này, phá hủy cái băng này các bạn. Rồi, ba đen hướng dẫn, a đen hướng dẫn chúng ta đi tìm người thú các bạn qua vùng đất bên kia. Rồi xuống đây chúng ta tiêu diệt cái này để chúng ta nhận tiêu diệt ải này luôn. Ở như chỗ này là chưa chưa xuống được nha các bạn. Còn bên này chúng ta có thể phá hủy rồi nè. Đó. Nhìn cái mấy cái lõm mà nó có sương mù thì chúng ta chưa phá được. Rồi, vào đây. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua bên người thú nha các bạn. Người thú chúng ta sang đây. Rồi ta thắp lửa lên cho hai cái này. Rồi cửa mở rồi, cửa mở rồi chúng ta đi qua, ta đi qua đây. Đầu tiên chúng ta sẽ, rồi con đường trở về đã bị sương mù bao phủ nha các bạn. Thì chúng ta sẽ đánh cái ải này. Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện với ba đen. Ba đen, Then cơn gió nào đưa anh đến đây? Tôi đến tìm hộ vệ nguyên tố. Then nhanh chóng giải thích lý do với hành trình của mình. Hộ vệ của gỗ đang bị giam lỏng trên đảo tù đầy. Risben và tôi đang trên đường giải cứu anh ấy thì bị sắc thối tấn công. Chúng ta phải thoát thân được đã. Rồi, bây giờ mình nói chuyện với ba đen, sau đó chúng ta sẽ chiến mấy cái này. Rồi, Then thức tỉnh với lại ba đen sẽ cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau và tiêu diệt hết tất cả những ải sát thối này. Khi chúng ta đánh được một ải thì mấy ải còn lại con Then tự động bay vô, con ba đen tự động bay vô giết hết nha các bạn. Rồi các bạn đánh chỗ này nữa. Rồi ba ải chính đi nữa các bạn. Rồi xong hết thì chúng ta sẽ nói chuyện với Risben. Chúng ta cùng phải trở về đảo tù đầy để cứu hộ vệ của gỗ. Tôi là người nhất quen thuộc với hòn đảo Then. Chúng ta nên ngăn chặn tam hộ nguyên tố này càng sớm càng tốt. Chúng ta đề nghị nên tách ra. Rồi, hai người đã tách ra, đã đi với tới đảo tù đầy rồi các bạn. Ok. Như vậy là mình đã nhận được cái rương nha.
Việc còn lại của chúng ta là chúng ta clear hết tất cả các ải còn lại và nhận thưởng thôi các bạn. Mình nghĩ là mình đã có được then thức tỉnh nên mấy cái này là nó xua tan được hết này. Then thức tỉnh là cơn gió trỗi dậy mà các bạn. Đó, xua tan được sương mù. Việc của chúng ta là chúng ta clear hết tất cả các ải còn lại, nhận rương là xong hành trình kỳ quan lần này nha. Cơ bản thì lần trước mình đi test thử nó gần như là nó cũng là xong luôn rồi đó các bạn. Nhưng lúc đó mình quên để ý là cái con then thức tỉnh nó có khả năng xua tan sương mù, tại vì nó là cơn gió trỗi dậy mà. Then là nó mang sức mạnh của gió nha các bạn. Lần trước mình làm video thử đi hành trình dự quan, cơ bản nó cũng xong rồi, cũng tới bước này. Nhưng mà mình quên để ý là khi mình có con then thì mình có sức mạnh của gió. Rồi, các bạn xua mấy cái điểm còn lại nữa là xong nha. Xua mấy cái điểm còn lại, đánh ải nhận thưởng nữa là xong nha các bạn. Ok, và video của mình xin phép được kết thúc tại đây nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau. Xin chào tạm biệt.